Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu quần đùi cho bé như thế này Ở bên trên thì mình có làm thêm hai sợi dây để bé có thể quàng lên phần thân ha Phần thắt lưng thì mình có móc các cái họa tiết G để cho phần thắt lưng của mình nó có điểm nhấn Ở phần chính giữa thì mình có làm nút cài để điều chỉnh Cũng như là hai bên đầu dây cũng có làm nút cài để điều chỉnh cho phần dây ha Phần thân thì mình có móc các cái mũi kép đơn thẳng hàng xuống Phía dưới ống quần thì mình có chia ra làm hai phần ha, ở đây mình không làm đủ quần mà mình móc liền luôn nè. Đây, một mẫu quần đùa như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc ở đây mình dùng kim móc 4.0 mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình các cái loại kim có đầu kim to gấp đôi sợi len ha. Cho cái phần thân quần của mình được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len kim đánh dấu, nếu không có kim đánh dấu thì cũng có thể dùng len đánh dấu cũng được ha. Và các cái hạt nút dùng để may cài điều chỉnh nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Thì tùy vào tay thở móc các bạn sẽ móc lên cho mình xích đầu tiên rộng hơn cái phần eo của bé tầm 2 cho đến 4 cm ha. Ở đây mình sẽ móc lên 90 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau khi đã móc lên được 90 mũi móc xích, khi gặp đôi cái đầu dây lại thì cái phần này nó sẽ rộng hơn phần eo tầm 2 cho đến 4 cm ha. Tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 90 á. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc thứ 90 ha. Chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này. Như vậy là ở đây mình đã tạo ra được một cái khoảng trống để dùng cài nút cho cái phần thắt lưng nha. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, tương tự như hai cái mũi mà ta vừa móc ha. Móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè. Sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng ha. Ở những cái chân móc cuối cùng của cái đầu dây này, ta có cái sợi len thừa ở phía sau này nè. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng các bạn móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Ta sẽ đưa cái đầu len nè, lên phía trên. Sau đó móc luôn vào trong mũi móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì lúc này cái sợi len thừa của mình sẽ được giấu hẳn vào trong mũi móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, ta gặp đôi hai đầu dây lại. Thì lúc này mình sẽ được cái độ rộng rộng hơn phần eo của bé tầm 2 cho đến 4 cm ha. Tùy vào tay thợ móc từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo mình sẽ tạo cái phần g cho cái phần thắt lưng này khi quay ngược đầu móc thì cái hàng móc đầu tiên này đây là mặt trái của hàng móc nè thì để cho cái hàng móc này nó có cái mặt phải nằm ở phía ngoài của thân quần á móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn sau đó chân móc thứ hai các bạn sẽ không móc vào chân móc mà ta sẽ móc vào thân chân móc ha các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt trong ta sẽ lấy len sau đó đưa kim xuống phía dưới giữa hai cái thân chân móc đầu tiên này nè sau đó tiếp tục luồn kim qua giữa hai thân chân móc kế bên lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ nằm ở dưới kim ha khi ta quay ngược lại thì nó sẽ nằm ở trên kim như thế này nè các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi kép đơn ha như vậy là ta vừa tạo ra được một mũi ngoặt trong. Tiếp tục chân kế bên ta sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc. Khi được mũi kép đơn vào chân móc thì chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào thân chân móc và ta sẽ móc một mũi ngoặt trong ha. Cũng lấy len sau đó đưa kim xuống phía dưới vào chính giữa của hai thân chân móc mà ta vừa móc á. Đây. Sau đó luồn kim qua hai thân chân móc kế bên, khoảng trống của hai thân chân móc kế bên móc vào đây một mũi kép đơn ta được mũi mặt trong thứ hai ha xen kẽ là một mũi kép đơn vào chân móc nè thì khi quay ngược cái đầu móc lại cái hàng móc của mình nó sẽ có cái độ lồi lên như thế này và nó xen kẽ là các cái mũi kép đơn ha đây nó có độ lồi lên như thế này ha thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng Khi đã được một mũi kép đơn vào chân móc thì chân móc kế tiếp ta sẽ không móc vào chân móc mà móc vào thân chân móc một mũi ngoặt trong nè. Lấy len sau đó đưa kim xuống phía dưới. Luồn kim lên phía trên vào giữa hai thân chân móc, sau đó tiếp tục luồn qua bên cạnh hai thân chân móc còn lại để cho cái mũi móc của mình nằm dưới kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng hả? Khi được mũi kép đơn vào chân móc thì tiếp tục móc mũi ngoặt trong đến thân chân móc kế bên. Móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng. Như vậy là phần thân trước của mình sẽ có cái độ lồi lõm như thế này. Móc xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc và một mũi ngoặt trong vào thân chân móc kế bên. tiếp tục làm mũi kép đơn vào chân móc và làm xen kẽ cho đến cuối hàng sau khi đã móc được xen kẽ mũi ngoặt trong và mũi kép đơn vào chân móc thì lúc này đây là mặt trái của sản phẩm nè và đây là mặt phải ha mặt phải của mình nó sẽ có các cái độ g như thế này xen kẽ với nhau thì ở cái phần thân lưng quần này mình sẽ dừng lại ở ba hàng móc để cho cái phần lưng quần của mình nó có cái độ rộng hơn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo mình cũng làm tương tự giống như hàng móc ở phía trên nhưng lần này mình sẽ móc cái mũi ngoặt ngoài ha ta sẽ làm cho cái phần thắt lưng này có cái độ rộng hơn nè và nó sẽ có cái điểm nhấn hơn đối với những size nhỏ thì các bạn dừng lại cho mình ở hai hàng móc thôi ha size lớn thì ta sẽ thêm một hàng móc nữa ở cái mũi móc đầu tiên là cái mũi móc mà mình móc mũi ngoặt trong của cái hàng phía trên á thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi ngoặt ngoài. Thì cái mũi ngoặt ngoài làm như sau. Ta lấy len sau đó đưa cho mình cái thân chân móc này lên phía trên kim nè. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc của cái mũi phía dưới ha. Đây, cái mũi này ta móc vào chân móc của cái hàng móc thứ nhất nè thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc của cái hàng móc thứ hai móc vào đây một mũi kép đơn khi được một mũi kép đơn rồi tiếp tục cái chân móc kế tiếp sẽ là thân chân móc mũi ngoặt trong của hàng phía trên ta sẽ móc vào đây một mũi ngoặt ngoài ha thì mũi ngoặt ngoài nó sẽ đơn giản hơn mũi ngoặt trong các bạn lấy len sau đó đưa cho mình cái thân chân móc ngoặt trong phía dưới này lên trên kim nè và móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là mình sẽ tạo ra được một mũi ngoặt ngoài ha tiếp tục mũi móc kế tiếp là móc vào chân móc nè thì cái mũi móc này ta sẽ móc vào chân móc một mũi kép đơn sau đó mũi móc kế tiếp sẽ móc vào thân chân móc móc vào cái thân chân móc mặt trong này một mũi mặt ngoài lấy len sau đó đưa thân chân móc lên trên kim và móc vào đây một mũi kép đơn lúc này cái phần g của mình nó sẽ có cái độ dài ra nè ba hàng móc ha thì hàng móc thứ ba này cũng làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng xen kẽ là một mũi kép đơn vào chân móc sau đó tiếp tục là một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc của mũi ngoặt trong ở hàng phía trên lấy lên và đưa thân chân móc lên trên kim sau đó móc vào đây một mũi kép đơn cái phần g của mình được nối dài hơn nè các bạn sẽ làm xen kẽ tương tự cho mình đến cuối hàng ha một mũi kép đơn vào chân móc xen kể là một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc nè vào thân chân móc của mũi ngoặt trong ta móc ở hàng phía trên á tiếp tục là mũi kép đơn vào chân móc sau đó là một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc của mũi ngoặt trong ở hàng phía trên tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã tạo ra được ba hàng móc cho phần thắt lưng thì lúc này cái phần thắt lưng của mình nó sẽ có cái độ rộng như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại và móc cái phần thân phía dưới. Thì để nối lại cái phần thân này các bạn tiến hành móc cho mình di chuyển kim đến cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ ba này nè. Là cái chân móc của mũi ngoặt ngoài á, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi ngoặt ngoài này, móc vào đây một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích. Như vậy là ta vừa nối lại được cái phần thắt lưng ha. Hàng móc tiếp theo mình sẽ viền lại cho cái đường viền này nó được đẹp hơn nè. Thì ta sẽ móc vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời á, móc vào cho mình một mũi móc đơn. Sau đó chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Và hàng móc này ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Ta sẽ sử dụng mũi móc đơn để móc cho hàng móc này ha. Để ta có thể viền lại được toàn bộ cái phần thắt lưng. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các mũi móc đơn đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đơn đầu tiên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình vừa hoàn tất được cái phần thắt lưng cho phần quần của mình ha, cho thân quần của mình nè. Hàng móc đầu tiên mình móc lên 5 mũi móc xích để tạo khoảng trống. Thì các bạn sẽ tiến hành may nút và điều chỉnh cài ở đây ha. Tùy vào sở thích của mỗi người, nếu các bạn muốn cái phần cài nút này nó nằm ở phía sau lưng của bé á, thì ta sẽ không cắt lên ha. Ở đây mình để ở mặt trước nên mình sẽ cắt lên để cái mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên ở mỗi hang móc nó sẽ không có bị lộ và làm cho mặt trước của mình nó không có được đẹp ha ta sẽ tiến hành di chuyển len ra phía sau của cái phần thắt lưng này nè là cái phần đối diện với cái phần cài nút mà mình làm ở phía trước á hoặc là các bạn cũng có thể bắt đầu ở hai bên hông cũng được nha ở đây mình sẽ di chuyển len ra phía sau nè các bạn có thể đếm số mũi móc cũng được hoặc là ta có thể gặp đôi cái phần thân này lại ha. Gặp đôi cái phần thân này lại thì ta có thể phân biệt được đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối nè. Ở đây mình đếm số mũi móc và đây là cái số mũi móc mà mình chia được. Ta sẽ bắt đầu hàng móc ở cái điểm này ha. Từ cái sợi len này các bạn tiến hành tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ nút này đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa đánh dấu ở đây. Đâm kim qua đây, sau đó ta kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Cái mũi móc đầu tiên các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc mà mình vừa móc mũi dời và ta sẽ di chuyển kim đến chân móc kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại ha khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng Đối với cái phần mà mình chừa ra để cài nút nè, ta có cái sợi len thừa này. Khi móc đến các cái mũi móc cuối cùng, các bạn móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Ta sẽ giấu luôn vào trong mũi móc như thế này ha. Móc trực tiếp luôn cái sợi len vào trong mũi móc. Ở cái chân móc đầu tiên mình bỏ qua cái chân móc mà ta móc mũi dời vào để lên hai mũi xích nè. Thì đối với cái mũi móc mà ta kết thúc ở đây, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc mà mình móc mũi dời. Và cái chân móc của mũi dời á, đầu tiên là ta sẽ đâm kim vào chân móc của mũi dời trước ha. Là cái chân móc bên này nè, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Thì đây sẽ là chân móc của mũi dời. Và chân kế bên sẽ là chân móc mà ta móc mũi dời ha. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn luôn. Như vậy là ở đây mình sẽ có hai mũi móc nè vào cái chân móc mà ta móc mũi dời và chân móc của cái mũi dời ha hai chân móc nó khác biệt nhau ha tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi đã móc được đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở hàng móc này. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi móc ở đầu tiên ta sẽ không có bị hở cái mũi xích đầu tiên nè. Đối với nhiều bạn nó sẽ dễ bị hở hai cái mũi xích đầu tiên mà mình gây nên thì hai mũi xích đầu tiên này ta sẽ đưa ra phía sau ha cho cái phần thân trước của mình nó được hoàn mỹ hơn đây thì lúc này cái phần thân trước của mình nó sẽ không có bị hở hai cái mũi xích đầu tiên gây nên nè các hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tăng mũi để cho cái phần thân hông phía dưới nó được rộng ra để cho bé mặt nó được thoải mái ở phần mông nha nó sẽ có cái độ rộng thoải mái ở phần mông thì khi hoàn tất được hàng móc đầu tiên không thêm mũi Hàng thứ hai ta sẽ tiến hành thêm mũi. Móc cho mình vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời á, là cái chân móc đầu tiên này nè, ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc nha. Chân móc ta móc mũi dời này nè. Móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Và kép đơn thứ hai. Khi đã có được hai mũi kép đơn như vậy là mình vừa thêm được một mũi móc các chân móc kế tiếp thì mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta không tăng mũi cho các chân móc tiếp theo nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc thẳng hàng với cái mũi móc mà ta chưa ra để cài nút này nè. Móc đến cái chân móc này hả? tức là cái hàng móc thứ hai này mình sẽ tăng hai mũi móc cho cái phần thân trước và thân sau nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc các cái mũi kép đơn cho đến chân móc thẳng hàng với cái phần mà ta để cài nút ở phía trước thì các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc này hai mũi kép đơn ha. Ta sẽ thêm một mũi móc cho cái điểm này. Móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Như vậy là mình vừa tăng thêm được một mũi móc cho cái hàng móc này. Thẳng hàng với cái phần mà ta cài nút ha. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. và ta cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở bên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Khi kết thúc cái hàng móc thứ hai thì cái hàng móc này tăng được hai mũi, sẽ giúp cho cái phần thân hông phía dưới nó được rộng ra nè Đối với một số bạn muốn cái phần thân quần của mình nó được rộng hơn á Thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tăng mũi tương tự giống như cái hàng thứ hai ha Còn ở đây mình sẽ móc cái độ vừa phải vừa ôm đến cái phần mông Nên cái hàng móc tiếp theo này là hàng móc số lẻ Mình sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ nhất Móc vào chân móc ta vừa móc mũi rơi một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ở phần thân trước hai mũi móc mà ta móc cùng chân ở đây nè các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại tương tự cho đến hết vòng nha Sau khi móc đến cuối vòng, hàng móc thứ ba mình không tăng mũi nè. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi móc đầu tiên này một mũi dời. Lên hai mũi móc xích. Hàng móc ta vừa móc là hàng móc số lẻ, không tăng mũi thì hàng móc tiếp theo sẽ làm tương tự giống như hàng móc số chặn ở phía trên, hàng móc thứ hai á. Tức là hàng móc thứ tư các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình ha. Ở đây mình sẽ tăng mũi xen kẽ nè, có nhiều trường hợp mũi móc của các bạn nó bị lệch qua một bên thì cái mũi móc ta thêm các bạn sẽ móc cho mình tương tự giống như hàng móc thứ hai. Tức là các bạn sẽ tăng mũi cho mình ở cái chân móc đầu tiên của mỗi hàng móc. Còn những bạn mà mũi móc được thẳng hàng á thì ta sẽ tiến hành tăng mũi vào cái chân móc thẳng hàng với mũi móc thứ hai ở hai chân móc cùng chân của hàng số chặn ở phía trên ha. Thì ta sẽ làm tương tự như sau nè các bạn sẽ dựa vào cho mình cái hàng móc ta thêm mũi ở hàng phía trên thì chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc vào một mũi kép đơn ở cái chân móc kế bên này sẽ là cái chân móc thẳng hàng ta sẽ giống thẳng hàng nè đây là hai mũi kép đơn cùng chân chân thứ nhất và chân thứ hai thì cái chân thứ hai này giống thẳng hàng lên ta sẽ gặp cái chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân hả ta sẽ thêm mũi khi đã thêm được một mũi móc cho cái hàng móc thứ tư này, hàng móc số chẵn thì các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. và làm tương tự cho mình cho đến khi gặp cái chân móc thẳng hàng với hai mũi móc cùng chân của hàng thứ chẵn phía trên nè ta sẽ móc đến chân móc này nha là cái mặt trước mà ta cài nút á Để tăng mũi cho cái điểm móc tiếp theo nè, thì trường hợp thứ nhất cái mũi móc của các bạn bị lệch qua một bên á thì ta sẽ làm tương tự giống như cái mũi móc đầu tiên ở hàng thứ tư này nè. Các bạn sẽ dựa cho mình vào cái chân móc của hàng móc thứ hai ha. Chân móc ta có hai mũi kép đơn. Chân thứ nhất nè. Thì các bạn sẽ giống thẳng hàng với cái mũi móc thứ nhất. Đây ta sẽ giống thẳng hàng với cái chân móc kế bên và đặt thêm mũi vào cái chân móc này. Đối với trường hợp cái mũi móc bị lệch thì ta sẽ thêm mũi vào chân móc này ha. Còn đối với những trường hợp mà chân móc ta được thẳng hàng á thì các bạn sẽ thêm cho mình vào chân móc thẳng hàng với cái mũi móc thứ hai là hai mũi móc cùng chân ở phía dưới này nè. Ta sẽ giống thẳng hàng lên đến cái chân móc thứ hai ở đây thì ta sẽ thêm mũi vào đây. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc Sau khi đã thêm mũi cho mặt trước thì tiếp tục các chân móc kế tiếp các bạn làm tương tự mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha móc tương tự cho đến cuối hàng khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời móc lên hai mũi móc xích Ở đây các bạn lưu ý nè, hàng móc số lẻ đây hàng móc thứ nhất và hàng móc thứ ba mình không tăng mũi. Đây, hai hàng móc này mình không tăng mũi. Thì hàng móc số chẵn, hàng móc thứ hai ta tăng mũi nè. Hàng móc tiếp theo hàng móc số chẵn thứ tư ta cũng tăng mũi nè. Và cái cách tăng mũi mình cũng đã nói rồi ha. Những bạn mà móc lệch mũi móc thì ta sẽ tăng mũi vào chân móc thẳng hàng so với cái hàng móc phía trên á. Chân móc thẳng hàng so với mũi móc thứ nhất của hàng phía trên. Còn những bạn nào mà móc cái mũi móc thẳng hàng á thì ta sẽ móc vào cái chân móc thẳng hàng với mũi móc thứ hai nè. Đây, ta sẽ móc thẳng hàng như thế này và sẽ thêm mũi cho mình ở trước và sau của quần. Móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ tương tự như vậy nữa. Thì lúc này cái phần thân hông của mình nó sẽ có cái độ rộng ra để có thể mặc thoải mái cho phần mông của bé. Ta sẽ thêm nhiều hàng móc xen kẽ tương tự Trường hợp mà các bạn muốn thêm nhiều hơn thì các bạn sẽ không móc xen kẽ mà hàng nào các bạn cũng thêm mũi cho mình ở trước và sau của quần ha. Cho cái phần mông này nó được rộng ra hơn nè, bé sẽ mặc được thoải mái hơn. Và lưu ý khi thêm mũi nè, đối với những bạn mà mũi móc bị lệch qua một bên thì ta sẽ tiến hành so sánh với cái chân móc thứ nhất của hai mũi móc cùng chân. Đối với cái hàng số chẵn gần nhất ha. Thì đây nè, các bạn sẽ so sánh với cái mũi móc đầu tiên này, sau đó giống thẳng hàng lên và ta sẽ tiến hành thêm mũi cho các hàng móc tiếp theo. Còn những bạn nào mà mũi móc mình nó được thẳng hàng á thì ta sẽ dựa vào mũi móc thứ hai ha. Mũi móc thứ hai của hai mũi cùng chân ở hàng gần nhất. Sau đó sẽ móc xen kẽ tương tự thêm nhiều hàng móc nữa, một hàng thêm và một hàng không thêm cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ phần thắt lưng xuống cái phần đũng quần của bé nằm trong tầm khoảng hơn một gan tay hoặc là một gan tay tùy vào size mà các bạn móc ha size bé thì có thể là tầm khoảng một gan tay thôi còn ở đây size lớn mình sẽ móc hơn một gan tay ha hàng móc tiếp theo là hàng móc số lẻ nè các bạn sẽ móc mũi chân móc là một mũi kép đơn và ta không tăng mũi sau đó hàng số chẵn ta sẽ tiến hành tăng mũi ha tăng mặt trước và mặt sau tương tự cho các hàng móc còn lại Sau khi đã thêm mũi và thêm được nhiều hàng móc, lúc này cái phần thắt lưng cho đến cái phần đũng quần nè, nó đã đạt được cái độ rộng hơn một gang tay như thế này rồi. Đây. Và cái phần thân của mình nó có cái độ rộng giúp cho cái phần phía dưới này nó có cái độ rộng để bé mặc được thoải mái ở phần mông. Từ đây tiếp tục các bạn cắt len cho mình ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành chia cái phần ống quần ở phía dưới các bạn sẽ dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình hai điểm ở mặt trước và mặt sau thì để tính được cái mặt trước nè để tính được hai cái điểm này thì các bạn có thể dựa vào cái chân móc thẳng hàng với cái mũi móc mà ta chừa ra để cài nút ở phía trên á cách thứ nhất là các bạn sẽ dựa vào cái chân móc này ha dựa vào cái phần cài nút ở đây sau đó ta sẽ giống thẳng hàng xuống phía dưới thì cái mũi móc mà ta chạm ra ở phía dưới này nè nó sẽ là mũi móc đầu tiên mà ta gây nên của cái phần đũng quần ở phía dưới ha hoặc là các bạn cũng có thể dựa vào cái chân móc mà ta thêm của hàng phía trên á thì trường hợp này đối với những bạn mà có cái mũi móc thẳng ha các bạn sẽ dựa vào cho mình chân móc thứ hai của hai mũi móc cùng chân ở hàng gần nhất nè thì ta sẽ đánh dấu được cái mũi móc này và từ đây các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái vòng móc cuối cùng mà ta móc được sau đó chia đôi ra đây, tính từ đây nè. Ta được cái chân móc đầu tiên, sau đó tính tổng số mũi móc của cái vòng móc này được bao nhiêu mũi thì chia đôi và ta sẽ đánh dấu cái mũi móc đối diện với cái mũi móc mà ta vừa đánh dấu ban đầu á. Lúc này khi đánh dấu được hai điểm thì hai bên này nó sẽ có cái số mũi móc đều nhau nè và ta có thể chia được cái phần ống chân ở phía dưới ha. Ta cũng dùng sợi len các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã tạo được một nút rồi, các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên mà ta đánh dấu ở đây. Các bạn có thể đâm kim vào chân móc bất kỳ mà ta đánh dấu ha. Mình sẽ tháo kim đánh dấu ra. Mình sẽ móc ở mặt trước nè đâm kim vào chân móc mà mình vừa đánh dấu sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 5 mũi móc 1 2 3 4 và 5 đối với cái xích đầu tiên gây nên này nè tùy vào mỗi bạn nếu mà các bạn muốn cái phần này nó được rộng hơn á thì ta có thể thêm được nhiều mũi móc hơn ha hoặc là cái phần này nhỏ hơn thì ta có thể thêm ít mũi móc hơn ở đây mình thêm 5 mũi móc sau đó các bạn sẽ lật cho mình cái phần phía sau lại và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu còn lại ở đây nè các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời vào cái chân móc này ha móc lên hai mũi móc xích như vậy là mình đã chia được cái độ rộng của hai cái phần ống quần nè và tạo cái khớp đũng quần như thế này dài 5 mũi móc bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần ống chân ở phía dưới khi ta gây nên năm mũi móc xích cho cái phần đũng quần á thì lúc này cái phần ống chân của mình nó sẽ có cái độ rộng nhiều các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc ở phần thân này trước nè hai chân móc đầu tiên là cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời và cái chân kế bên ha hai chân móc này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân cho cái ống của mình nó được nhỏ lại một chút nè ta lấy len và đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi dời kéo lên sau đó kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế bên kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim ta chụm lại được hai mũi ở hàng phía dưới thành một mũi ở phía trên tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Làm tương tự cho mình cho đến đầu móc này ha. Đầu móc mà ta bắt đầu móc ở cái phần ống chân á. Móc cho đến cái chân móc này để mình giảm mũi ở cái phần đũng. Sau khi đã móc được các mũi kép đơn cho đến cái chân móc mà ta bắt đầu móc cái phần đũng ở đây nè thì cái chân móc mà các bạn bắt đầu móc cái mũi dời để ta gây nên năm mũi móc xích ở đây chân móc này và cái chân móc đầu tiên của năm mũi móc xích ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân cũng lấy len sau đó đâm kim vào chân móc mũi dời trước kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc xích thứ nhất của năm mũi móc xích này kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim như vậy là ta giảm được một mũi cho hàng móc này Tiếp tục chân móc thứ hai và thứ ba của năm mũi móc xích gây nên cũng chậm lại thành một chân ha. Cũng lấy lên và đâm kim lần lượt vào chân thứ hai và thứ ba. Sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim. Tương tự cho mũi móc thứ tư và thứ năm cũng chậm lại thành một chân. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim. Khi đã giảm được mũi móc thì tiếp tục móc vào chân móc của cái mũi chậm đầu tiên mà ta gây nên ở đây nè. Đây là cái chân mũi chậm ha, các bạn sẽ tiến hành đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Sau đó lên hai mũi móc xích. Ta tạo ra được một phần ống chân hoàn chỉnh như thế này. Và nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nha. Ở các hàng móc tiếp theo thì các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc thêm nhiều hàng móc nữa để cái phần ống chân này nó đạt được cái độ dài ha còn ở trường hợp này mình muốn cái phần ống chân nó có cái độ nhỏ lại hơn nữa thì chân móc đầu tiên các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình và cái cách giảm mũi ở chân đầu tiên tương tự như cái hàng móc phía trên á chân đầu tiên và chân kế bên các bạn sẽ chụm lại thành một chân nè ta cũng lấy len và đâm kim vào chân đầu tiên và chân kế bên ha Sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Đối với những cái chân móc ở cái phần đũng này nè, mỗi chân móc các bạn cũng móc một mũi kép đơn ha. Ở đây mình sẽ không giảm mũi cho cái điểm cuối cùng này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này nè, là cái chân móc của mũi chậm á. Ta sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì hàng móc này mình cũng giảm được thêm một mũi nè, cho cái phần ống chân của mình nó có cái độ nhỏ lại ha. Các hàng móc tiếp theo thì cũng làm tương tự giống như hàng móc mà mình vừa móc nè. Các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình mũi đầu tiên, cho đến khi cái phần ống chân này nó có cái độ rộng vừa phải để ôm với phần chân của bé thì các hàng móc kế tiếp nữa các bạn sẽ không giảm mũi móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa ha tương tự cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ cái phần thắt lưng xuống cái ống chân á nó sẽ ngang được với cái phần đầu gối của bé hoặc trên đầu gối của bé một chút tùy vào cái độ dài của quần mà các bạn mong muốn ha và cũng thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nè cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của phần ống chân nhất định. Cứ giảm cho mình một mũi ở đầu hàng móc cho đến khi cái độ rộng của ống quần vừa đủ rồi á thì hàng móc tiếp theo ta sẽ không giảm mũi nữa ha. Hai chân đầu tiên sẽ chụm lại thành một chân nè. Sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa. Khi tạo được độ dài của phần ống chân rồi thì hàng móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc mũi đơn như thế này để mình có thể viền lại được cái phần ống chân nè. Và sau đó tạo cho mình một cái ống chân còn lại thì cái cách tạo ống chân còn lại nó cũng tương tự giống như cái ống chân mà ta vừa móc á cũng giảm mũi cho mình ở cái phần đũng quần này, hai mũi ghép lại thành một mũi ha, để cho cái phần này nó được nhỏ lại nè. Và lưu ý số mũi móc của hàng móc đầu tiên mà ta móc ở cái phần ống chân bên này, nó sẽ bằng với số mũi móc ở cái hàng móc mà ta móc thứ hai ha, để cho hai cái phần ống chân này nó được đều nhau. Và ở cuối mỗi ống chân sẽ viền lại một đường viền mũi đơn cho cái hàng móc của mình nó được đẹp hơn. Ở phần thân trên thì các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở cái phần chính giữa mặt trước này nè cái phần mà ta chừa ra 5 mũi móc xích để tạo khoảng trống cài nút á thì các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở bên còn lại sau đó ta sẽ cài điều chỉnh cho phần thắt lưng ở đây ở cái mẫu quần này mình làm cài nút cho cái phần dây quay ở mặt trước nên ở phía sau các bạn sẽ móc cho mình hai sợi dây từ cái phần thân sau có cái độ dài như thế này để mình có thể cài chéo vào thân của bé và ta sẽ cài nút ở hai bên mặt trước như thế này nè. Ở cái phần thân trước của quần các bạn có thể móc nhiều họa tiết nhỏ để mình có thể trang trí cho thân trước của mình nó được dễ thương hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu quần cho bé với cái phần cài dây ở phía trên như thế này. Chúc các bạn thành công.